này của chú anh chị nữa, thịt thịt kho nè. À, phải chưa? Cái này mình không có chai nước mắm hả? Mình không có chế nước mắm mình mình nêm nếm hả? Rồi. Có ớt hả? À, có ớt rồi. À có nghĩa là mình ướp rồi ha. À. Quá hấp dẫn luôn rồi. Mình ăn thịt quá tay. À cô ba cho đằng thầy Bảnh á. Thịt không à? Cho miếng gì ăn coi. Hả? Có cho không? À, có đồ đựng không? Hả? Thấy đồ đựng ấy. Dạ thấy, mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh nha. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì Thái đến thăm cô Loan nè, ở sống ở trong khu nghĩa địa này của chú anh chị. Cô Loan ơi, hello, đang làm gì cô Loan? Đang hâm đồ ăn. Hâm đồ ăn hả? Đang hâm đồ ăn. Bữa nay mình nấu món gì vậy? Thịt không à? Thịt không hả? Thấy chưa? Thịt không à? Ôi ôi. Đang hâm đồ ăn thịt không à? Thịt này thịt gì? Không biết. Thằng Út đem lên không biết thịt gì, không biết. Thịt heo quá ha. Chắc vậy quá. Đang thịt không à? Ờ. Đang thịt không à? Không có ăn thịt. Đang thịt không không biết mới đem lên rồi hâm đồ ăn. Ờ, tóc của cô Long dính gì vậy? À, đang rỉ đầu ở đằng kia, bù xích đằng kia. Bù xích đây à? Đang rỉ bù xích đằng kia. Đang bẻ cây xe. À, đang bẻ cây để mình chậm nha. À, đang bẻ cây để chậm nữa. Đang bẻ cây để chậm nữa không? Ăn thịt không à? Dạ. Yeah. Là mình hâm này là lát là mình ăn cơm nha. À, lát ăn cơm. Đó, để chỗ đó. À. Đang hâm cái nồi kia nữa. Ờ, đang hâm nồi nào nữa? Hâm nồi này nữa. Cái này không đi vậy? Hả? Cái này không đi vậy? Không, ủa thịt nó dữ hả? Ồ. Mà, thịt nó cho. Nó cho đây ha. Thịt nó cho, giờ hâm cái này nữa. Quá trời hấp dẫn rồi. Ừ. Quá, thịt nó cho. Thì đang hâm rồi. Cho hâm à? À, nó cho. Em đem vô bên đâu? Hả? Em đem vô hả? À, em đem vô cái thau, còn đó cô bà không cho. Thêm miếng nước mắm vô. Thôi, cẩn. Có nước mắm không cô chế? Em không được ăn hả? Để nói nào gì? Thịt luôn. Thịt không à, thịt không à. Ủa. Này cô chú anh chị nữa, thịt thịt kho nè. À, phải chưa? Cái này mình không có chai nước mắm hả? Mình không có chế nước mắm mình nêm nếm hả? Có ớt rồi. Có ớt hả? À, có ớt rồi. À, có nghĩa là mình ướp rồi ha. Quá hấp dẫn luôn rồi. Mình ăn thịt quá tay. À, cô ba cho đằng thầy Bảnh á. Thịt không à? Cho miếng gì ăn coi. Hả? Có cho không? À, có đồ đựng không? Hả? Thấy đồ đựng ấy. Cho đồ đựng hả? À. Thảo ăn chia ha, chia cho bà con ăn ha. À, chia cho bà con. Rồi nấu cơm chưa? Chưa có nấu cơm. Chưa nấu cơm nữa, chưa nấu cơm sao hâm thịt rồi? À, thì hâm đồ ăn xong rồi chút xíu mới nấu. Chút thịt nguội cái xúc vô trong cái bọc cái cột lại cái mới nấu. Mới nấu cơm. Ủa sao mình không nấu cơm đi rồi mình ăn thịt này cho nó chứ nóng. Giờ thịt nhiều quá không có đồ đựng. À. Không có đồ đựng chút nguội rồi ấy vô trong cái bọc á. Nguội ấy vô trong cái bọc. Vô bọc cái mình để dành đó ha. Coi như mình không có tủ lạnh cái mình để dành. Đó. Rồi khi nào mình ăn cái mình lấy ra mình hâm. À, lấy ra hâm. Em trai đem vô hả? À, em trai mới đem vô nãy tính đi gì dữ rồi. Năm liền chứ không lấy lấy đũa rồi ta chở tới chở lui mấy cái ở trên đó. Cái nhỏ quá chở đi lấy cái đũa rồi ta chở mấy cái ở trên nè, nó chưa có chín nè, mấy cái trên nó không có nóng lên hả? Ừ đúng rồi, lấy đũa mình xơi cái dưới lên rồi trên xuống. Nhỏ quá sơn không được. Sao không được? Trộn lên cho nó đều. Thôi cậy nó. Cho hâm sơ nhà chú lấy cái khúng đậy lên. Chắc cho nữa phải không? Ờ. Cho hết được không? Ờ được. Được luôn hả? Ờ. Thảo ăn lắm. Gì cũng cho đó. Dây chuyền quá trời, đeo dây chuyền quá trời dây chuyền rồi. Cái này vàng trắng hả? À, không biết nữa, ngoài chợ không biết cái loại chi không biết. Này vàng trắng nè. Hai cộng vàng trắng nè. Cho bớt cộng coi. Kìa, cho hả? Cho cộng kìa cho không? Thôi à. Sao thôi? Thôi. Nhân giả cho gì? Gì ha? Nhân giả.
Thôi chú nhắc xuống cái đậy cái khủng. Không, cô Loan phải trộn lên. Biết rồi mà đều hơi. Lấy đũa đây coi có không? Có đũa không? Có đũa. Lấy đũa đi. Lấy đũa ra trộn lên nhẹ 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 đi. Ừ. Chứ để gì sao được. Mình lấy đũa mình trộn lên đi. Đó, có đũa. Đũa không có. Đó đúng rồi đó, lấy đũa trộn ra. Có đũa chứ sao? Có đũa. Lấy đũa được rồi, cái này là đi. Có đũa đúng rồi. Rồi mình trộn lên, trộn hả hải cái gì? Nhắc xuống rồi mới trộn được chứ đẩy đừng biết đổ sao. À đúng rồi. Ừ, đúng rồi, trộn lên đúng rồi đó. Ừ, mình trộn cái dưới lên rồi cái trên xuống. Đúng rồi đó. Nấu cơm chưa? Chưa. À, chưa nấu cơm à. Bắt nồi cơm lên. Hả? Bắt nồi cơm lên. Thịt xong rồi. Đậu bộ thịt rồi, bữa nay chắc phải đám giỗ nè. À, cứ tuần hai lần hôm qua đám giỗ. Thấy không? Thịt bò. À, hôm qua đám giỗ. Bò. Ừ, sướng hả anh? Ừ. Chú để trộn lên cái đồ. À, nè, cô bà đặng á, bà cho. Còn cái đó ngủ cũng đem lên nãy. Ngủ cũng đem lên nãy. Nó đúng rồi đó, trộn cái trên xuống rồi chứ ở dưới lên cho nó chín đều, nó sôi đều lên. Nó đúng rồi đó. Cúc cho thịt toàn heo quay luôn mà. Ừ. Heo quay luôn mà. Bắt cơm với chiều ăn ha. À mà không có bắt cơm á. Đến vậy. Mẹ tuổi bả vô. Vô có cho tiền không hay cho thịt không? Cho thịt không à. Cho thịt không à. Dạ, còn dạ nấu không? Cũng còn để củi rồi vô cho nó cháy lại đó, cho nó sôi nó đã nhảy cái đầu tận cháy à. Ừ. khỏi ha. Để vậy cho gió cái đầu cháy lên à. Ừ. Khỏi. Rồi trong thời gian chờ đợi mình đi bắt nồi cơm đi. Hả? Thôi, chưa đói mà bắt cơm. Chưa đói hả? Chưa đói. Ờ, chưa đói mà hâm đồ ăn rồi. Hâm đồ ăn để vậy. Anh Trúc lấy cái khúng lại nè. Rồi bữa nay có đi bán vé số không? Hả? À, đi bán vé số không? Bữa nay không có đi bán vé số. Ừ. Từ nào đâu đi bán vé số đâu. Có gì ăn tổng không? Đem ăn. Có gì đồ ăn. Không có gì ăn hết nè. Tớ ngủ giọng hả? Tớ ngủ giọng. Cho tăng cái là tao ngủ chứ. Ờ. Tăng cái bạn cái được không? Hả? Tăng cái đó. Ông Năm Sầu Riêng lên ngủ với mày á, chịu không? Tớ cũng biết ông Năm Sầu Riêng đâu. Tớ biết ông Năm Sầu Riêng đâu. Biết không, biết không? Không, biết ông Năm Sầu Riêng. Tớ dẫn là mai cho mày ông nói chịu á. Điên quá. Tôi biết không làm sầu riêng đâu. Không biết không làm sầu riêng. Ông nói biết nhỏ là trong quay trong đó không? Nó dặn nhà tôi đi dẫn lên làm ai cả. Ừ, có biết không làm sầu riêng đâu. Không biết không làm sầu riêng đâu. Không. Kiếm ông tối ngủ chung cho vui. Đúng rồi, kiếm ông mình. Đúng rồi, kiếm ông tối ngủ chung cho nó vui. Ông ngủ của mình à. Có tiễn không? Tiễn ông Năm không? Thôi có biết ông Năm Sầu Riêng đâu thì không biết nghe giờ nhá, thì biết tên được rồi. Nghe tên vậy thôi chứ có biết ông Năm Sầu Riêng đâu. Nhắn nói Năm ơi em ở đây sống một mình cô đơn. Giờ ở một mình để quen nè. Nó em cần một bờ vai để nương tựa, anh Năm có đồng ý về ở chung với em không? Trời ơi, cứ ở chung mình để quen à. Là chú Năm nghe được là chú Năm cảm động là chú Năm lên ở liền. Thầy ơi, ăn mình để quen.
Kiếm ông ơi, tối ngủ cho vui. Đúng rồi, rồi. Kiếm ông tối ngủ cho nó vui chứ, hủ hỉ với nhau. À, kiếm ông nữa chứ. Ông có ở đâu? Sao mà ở? Không có ở đâu. Thì mình không bật đèn xanh sao biết tao tao không chịu. Trời ơi, ông không ở đâu. Chứ giờ mới chồng nó không tao làm ai cho. Trời ơi. Nó chịu không? Chịu không? Mới dám. Mày chịu chồng tao. Thôi. Thôi, mày có dám. Mày chịu chồng tao vẫn làm ai cho. Thôi, ở mình được rồi. Ở mình ha. Ở mình ai ai cho gì mình ăn đó ha. À, ai cho gì ăn đó. Ai cho gì ăn đó. Không có dám.